chào các bạn mình là phương tica à, rất vừa với các bạn hôm nay thì mình lại có một cái phần thư viện nữa để chia sẻ với các bạn à, ok đây là cái phần file mà mình đã từng làm trước đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn phần file này là phần file về vách thì à, chúng ta thử xem là chúng ta đang có những cái phần gì à, chúng ta xem là trong file này chúng ta có cái gì à, đây là một cái phần file vách và một phần bổ chi tiết mà trước đây thì ở đây mình sẽ à, đã làm rất là chi tiết các cái phần quy cách vách cho các bạn rồi đây là một cái nguồn tham khảo khá là hữu ích à, Thằng này thì hay dùng cho văn phòng Hoặc là những cái file vách mà các bạn làm trang trí Thì các bạn có thể uh, sử dụng cái nguồn tài liệu này là tham khảo rất là ok Ở đây mình còn làm cả những cái phần file 3D Đây các bạn có thể thấy là Mình còn có cả Cả các cái phần file 3D để mình uh, Mô tả rất là rõ ràng các phần lớp vật liệu và cách thức như thế nào Ở đây Đó Thì uh, rất là nhiều bạn Rất là nhiều bạn trước đây đã từng trước đây đã từng đi tìm hiểu về những cái phần này thì các bạn rất là khó để hình dung về các cái phần chi tiết vách ở đây thì mình là mình khi mà mình, mình thi công thì mình các cái phần vách này đã thi công được rồi và mình đã làm lại khá là ok các cái phần này kể cả về độ dày các kiểu là mình đã tính toán rất, rất là kỹ trong quá trình thì ở đây mình có khoảng 6 cái bản vẽ gồm 6 cái loại vách khác nhau à, để gửi tới các bạn thì đây có rất rõ các quy cách Um, các cái phần uh, linh tải của thư viện thì uh, đều được nằm ở dưới mô tả của video các bạn có thể xuống xem mô tả video để tải cái phần thư viện này về uh, ok uh, và đừng quên là chúng ta hãy đăng ký kênh uh, đừng quên đăng ký kênh like video và chia sẻ video giúp mình ủng hộ mình uh, tất cả các phần mô tả ở dưới đều có các cái phần linh tải cho các bạn rất là rõ ràng ở đây ok cảm ơn các bạn hy vọng sẽ là một nguồn uh, uh, thư viện uh, tham khảo hữu ích cho các bạn cảm ơn các bạn